There he is. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam, ngày 31 tháng 5 năm 2014. Hoài Hương xin kính chào quý vị. Trí thức Việt Nam ra thư ngỏ kêu gọi toàn dân đoàn kết và kiên quyết chống xâm lược. Mỹ khuyến cáo Trung Quốc chớ leo thang hơn nữa cuộc tranh chấp khu vực. Quân đội Ukraine đẩy mạnh chiến dịch quân sự tấn công phe ly khai thân Nga. Đó là một số tin đáng chú ý. Sau đây là bản tin chi tiết. Hơn 100 nhà trí thức Việt Nam vừa ra thư ngỏ gửi đến đồng bào trong và ngoài nước cùng các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam bày tỏ quan tâm về tình thế hiểm nghèo khi chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, tiếp theo sau những sự cố dồn dập xảy ra từ đầu tháng 5 trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Trang mạng bosit.com đăng bức thư ngỏ có chữ ký của nhiều trí thức cả trong lẫn ngoài nước. Trên danh sách này có tên nhiều nhà hoạt động, nhà văn, nhà thơ, nhà báo và một số đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Danh sách này còn có chữ ký của một số lãnh đạo tôn giáo và quân đội, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Bức thư ngỏ tố cáo mưu đồ lấn chiếm Biển Đông và hành vi xâm lược bằng vũ lực, ngang nhiên vi phạm luật pháp và các cam kết quốc tế mà Trung Quốc đã ký. Bức thư ngỏ này được soạn thảo bởi một nhóm trí thức đã khởi xướng kiến nghị 72 và ký tuyên bố quyền thực thi quyền chính trị và dân sự. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA Việt ngữ, một trong những người đã ký vào thư ngỏ, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết thông điệp chính của lá thư ngỏ này. Cái thông điệp nổi bật là phải vứt bỏ 4 tốt và 16 chữ mối quan hệ lệ thuộc của Trung Quốc. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chỉ có xây dựng một hệ thống dân chủ thực sự, một nền dân chủ và một nền pháp trị thực sự, không còn độc đảng, không còn toàn trị, thì Việt Nam mới có cơ chống ngoại xâm. Bởi vì Việt Nam hiện bây giờ đang trơ trọi, bất chấp cái sự kêu gọi của ông Thủ tướng. Những nước mà lên tiếng mạnh mẽ thì cũng chỉ nói một cách chú lệ mà thôi. Bởi vì một nước độc đảng, một cái chế độ độc tài, khó mà có thể thuyết phục được những người khác làm bạn. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu IDS và từng là Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, nói rằng đã tới lúc Đảng Cộng sản Việt Nam nên gạt sang một bên 16 chữ vàng và 4 chữ tốt trong quan hệ với Trung Quốc. Nhưng liệu tình hình đã chín mùi cho các đảng chính trị khác sẵn sàng hoạt động hay chưa? Tiến sĩ Nguyễn Quang A. Tôi nghĩ rằng nếu mà người dân thúc ép và bản thân những người cầm quyền cũng hiểu được điều đấy và có một cái thay đổi về mặt pháp luật hợp thức hóa cho các cái đảng chính trị khác hoạt động, thì tôi nghĩ là rất là nhanh chóng nó có thể tự tổ chức được, chứ không có cái gì là quá khó khăn cả. Bức thư nói nhà nước Việt Nam vẫn trấn áp các cuộc biểu tình khi người dân muốn bày tỏ ý chí muốn bảo vệ chủ quyền quốc gia chống xâm lược trước dã tâm của Bắc Kinh. Nhóm khởi xướng bức thư nói rằng tình hình nguy hiểm hiện nay là một thách thức, nhưng có thể là một cơ hội lớn cho dân tộc chấn hưng theo con đường dân tộc và dân chủ. Bức thư của giới trí thức Việt Nam kêu gọi người Việt ở trong và ngoài nước hãy đoàn kết và kiên quyết đấu tranh để bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel cho biết sẽ gặp một giới chức quân sự cao cấp Trung Quốc tại hội nghị an ninh ở Singapore. Và trong cuộc gặp này sẽ khuyến cáo giới chức Trung Quốc chớ nên leo thang hơn nữa cuộc tranh chấp lãnh thổ trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Hãng tin Bloomberg tường thuật rằng, theo kế hoạch, ông Hagel vào ngày thứ Bảy sắp tới sẽ gặp Trung tướng Vương Quán Trung, Phó Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân và Phái đoàn Trung Quốc đến dự Hội nghị An ninh Thường niên Shangri-La sắp diễn ra vào cuối tuần này. Nói chuyện với các nhà báo trên chuyến bay tới Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết ông dự định sẽ thảo luận một cách cụ thể về các căng thẳng giữa Trung Quốc với Việt Nam trong Biển Đông. Ông Hagel nói, Hoa Kỳ có lợi ích rất lớn cho việc duy trì các tuyến hàng hải trong khu vực phải tiếp tục được mở rộng cho giao thương quốc tế. Bộ trưởng Hagel nói, Hoa Kỳ và Trung Quốc có những lĩnh vực có thể hợp tác với nhau, nhưng mặt khác cũng có những lĩnh vực mà hai bên có thể trực diện đối đầu nhau, không phải để cạnh tranh, mà là những lĩnh vực mà Washington tin rằng Bắc Kinh đang quá tay
khi khơi mào và tạo ra những thách thức và căng thẳng mới trong khu vực. Đây là lần thứ 5 ông Haigo tới thăm khu vực Á Châu-Thái Bình Dương từ khi lên nhậm chức vào tháng 2 năm 2013. Tại đây, ông Haigo dự định sẽ mở 10 cuộc họp song phương với các vị tương nhiệm Á Châu và 2 cuộc họp Tây Ba, một cuộc họp với Nhật Bản và Nam Triều Tiên và cuộc họp thứ nhì là giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản và Australia. Giới phân tích nói, xung đột lãnh thổ giữa Trung Quốc với Việt Nam đang đẩy Hà Nội xích lại gần hơn với Washington và các đồng minh của Mỹ trong khu vực, kể cả Nhật Bản và Philippines. Theo bản tin của tờ South China Morning Post, những giải pháp của Hà Nội để ứng phó trước tình hình cấp bách hiện nay bị hạn chế, giữa lúc Hà Nội cố gắng lôi kéo sự chú ý của quốc tế, tuy nhiên cùng lúc không muốn phương hại tới quan hệ với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc, một đối tác quan trọng về ý thức hệ và kinh tế. Tờ báo dẫn lời giáo sư Lee Min-jiang của Đại học Quan hệ Quốc tế Singapore nói rằng trong ngắn hạn, Việt Nam và Hoa Kỳ có khả năng tăng cường hợp tác quân sự. Tuy nhiên, về lâu về dài, các vấn đề như tình hình nhân quyền tại Việt Nam sẽ ngăn cản nỗ lực tạo dựng một quan hệ đối tác bền chặt hơn. Về vấn đề này, giáo sư Thayer, một chuyên gia về Việt Nam và cuộc tranh chấp ở Biển Đông, nhận định với Ban Việt ngữ đài VOA. Hoa Kỳ, kể cả đại sứ và các giới chức cấp cao, luôn nói rằng phải có tiến bộ lâu dài về nhân quyền. Lẽ dĩ nhiên một số nhà bất đồng đã được trả tự do sớm. Mới đây ở Hà Nội, các giới chức thẳng thắn nói với tôi rằng hành động đó là nhằm tạo điều kiện cho hợp tác tốt đẹp với Hoa Kỳ, nhưng mà sau đó lại xảy ra một số vụ bắt bớ. Tổng thống Obama đã tìm mọi cách để đi thăm Việt Nam trước cuối nhiệm kỳ của ông. Tình trạng thiếu tiến bộ về nhân quyền có lẽ đã khiến chuyến đi Việt Nam không được đưa vào nghị trình, và như thế Việt Nam sẽ bị bỏ mặc một mình. Nhưng càng ngày các quyền lợi chiến lược của hai nước càng tiến về cùng một hướng. Một số nhà phân tích lập luận rằng chính vì ông Obama không đi thăm Việt Nam mà Việt Nam đã trở thành một mục tiêu dễ tấn công, bởi vì Việt Nam không thể phản ứng, mà Hoa Kỳ cũng không thể phản ứng. Nhưng một thắc mắc mà tôi không thể trả lời, đó là tại sao giữa lúc các quan hệ đang tốt đẹp với Việt Nam như thế, Trung Quốc lại chọn thời điểm này để làm cho mối quan hệ ấy xấu đi? Theo dự kiến, tại hội nghị an ninh 3 ngày ở Singapore, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đưa ra hình ảnh về một nước Nhật có thể trở thành một lực đối trọng với sức mạnh đang tăng của Trung Quốc. Trong một bài diễn văn quan trọng đọc vào tối thứ Sáu, Thủ tướng Abe sẽ vạch ra viễn kiến của ông về những gì mà Nhật Bản có thể đóng góp cho nền hòa bình toàn cầu. Các giới chức Nhật cho biết tại hội nghị Singapore, Thủ tướng Abe cũng sẽ giải thích vì sao Nhật Bản đang tái xét những hạn chế về pháp lý được áp đặt bởi hiến pháp chủ hòa của nước ông trong bối cảnh tình hình an ninh đang thay đổi. Các động thái của Nhật Bản nhằm tháo gỡ các hạn chế để nước này có khả năng binh vực các đồng minh trong trường hợp các nước này bị tấn công quân sự đang gây nhiều quan ngại tại Trung Quốc và tại Nam Triều Tiên. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm thứ Sáu tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự chống phiến quân thân Nga tại miền đông nước này sau khi ít nhất 12 quân nhân thiệt mạng trong một cuộc tấn công hôm thứ Năm. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày thứ Sáu, ông Mikhailo Koval tỏ ra lạc quan về những thắng lợi của lực lượng an ninh Ukraine chống phe ly khai ở miền đông. Ông nói quân đội Ukraine sẽ tiếp tục thi hành nhiệm vụ cho đến khi hòa bình và trật tự được vãn hồi. Trong khi đó, một số cư dân ở Donetsk tán dương quyết định của phe ly khai dỡ bỏ một số rào chắn được dựng bên ngoài tòa nhà chính quyền khu vực mấy tháng qua. Mặc dù cư dân tại đây bày tỏ hy vọng rằng đây là dấu hiệu cho thấy hòa bình đang trong tầm tay với, một số nhà quan sát cho rằng điều này có thể phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ phe ly khai. Cảnh sát Pakistan cho biết đã bắt 4 người có liên can đến vụ một phụ nữ mang thai bị người nhà đánh chết tại thành phố Lahore, miền đông Pakistan, về tội kết hôn với một người do cô chọn lựa. Cảnh sát hôm thứ Sáu nói rằng những người bị bắt gồm có chú và 2 người bà con của nạn nhân. Tại thủ đô Islamabad, các nhà tranh đấu cho nhân quyền đã biểu tình phản đối vụ tấn công này hôm thứ Ba. Họ cầm biểu ngữ và hô khẩu hiệu đòi công lý và chấm dứt những vụ giết hại vì danh dự gia đình. Cảnh sát cho biết thiếu phụ 25 tuổi bị đánh chết bằng gạch bên ngoài tòa án hôm thứ Ba khi cô đang chờ để trình bày trước tòa về việc cô kết hôn với một người theo ý muốn của riêng cô. Chồng cô nói với phóng viên rằng ông đã khẩn cầu cảnh sát can thiệp. Tuy nhiên, cảnh sát đã thờ ơ để mặc cho gia đình nhà vợ đánh đập cô tới chết. Cựu Tổng tư lệnh quân đội Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã giành thắng lợi áp đảo, đánh bại đối thủ Hamdi Sabahi trong cuộc bầu cử Tổng thống Ai Cập.
Kết quả sơ khởi trong 3 ngày bầu cử chấm dứt hôm thứ Tư cho thấy ông Sisi chiếm được hơn 93% phiếu bầu. Ông Sabahi chỉ đoạt được có 3% số phiếu. Ông thừa nhận thất cử và nói ông chấp nhận ý nguyện của người dân. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo mô tả việc ông Sisi lên làm Tổng thống là sự tiếp nối việc quân đội nắm quyền tại Ai Cập bắt đầu hồi năm ngoái khi quân đội lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi. Ông Morsi và một số người ủng hộ Huynh đệ Hồi giáo đang bị xét xử về cái chết của những người biểu tình chống chính phủ. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Lupita Nyong'o là nữ diễn viên đoạt giải Oscar và là một biểu tượng thời trang, vừa được tạp chí People chọn là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Một số người còn gọi cô là nữ tài tử sáng giá. Nhưng đối với nhiều người, Nyong'o, cô gái sinh ở Mexico nhưng lớn lên ở Kenya, lại là một nguồn cảm hứng. Mời quý vị nghe những chia sẻ của cô về vai trò mới này. Thật là một năm vĩ đại cho cô Lupita Nyong, 31 tuổi. Hồi tháng 3, cô đoạt giải Oscar cho hạng mục diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim 12 Years a Slave, 12 năm nô lệ. Trong đó, cô đóng vai một người phụ nữ tên là Patsy. Đó là một đặc ân, và tôi đã chỉ phải thử đặt mình vào hoàn cảnh tuyệt vọng này một lúc trong trí tưởng tượng. Trong khi người phụ nữ này đã thực sự phải sống trong sự tàn ác đó, và tôi vẫn luôn cảm thấy day dứt vì chuyện ấy. Nyong đã diễn xuất tuyệt vời trong vai ấy. Cuốn phim tốn kém tương đối ít so với một cuốn phim của Hollywood và đã thu lời rất nhiều. Rồi đến tháng 4, tạp chí Mỹ được nhiều người đọc đã bầu Nyong là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Các thiếu nữ như sinh viên Daniel Ngo của trường đại học George Washington chú ý đến sự kiện này. Thật đầu tôi nghĩ cô ấy tiêu biểu cho nhan sắc của người da đen. Cô ấy cũng tiêu biểu cho phụ nữ về mặt ước mơ viển vông và dồn nỗ lực tối đa và biết rằng rốt cuộc có thể gặt hái kết quả tốt đẹp. Tôi nghĩ cô ấy là một tấm gương sáng cho điều đó. Cô Renia Roseberg sắp tốt nghiệp đại học cảm thấy phấn khởi trước những thành tích mà Nyong đã đạt được. Cô ấy thực sự là một người gương mẫu. Cô ấy là một người trẻ tuổi và có liên hệ nhiều hơn với người ở độ tuổi đại học như tôi. Nyong sinh ở Mexico nhưng gia đình trở về Kenya để sinh sống khi cô tròn 1 tuổi. Cô đậu bằng cử nhân về diễn xuất tại trường đại học Yale. Người ta không nói đến cô chỉ về tài năng trên màn ảnh, mà còn về vóc dáng nổi bật trên thảm đỏ và hào quang thời trang của cô. Theo nhận xét của Adrian Seven Washington, người vừa làm tóc của cô Nyong để đi dự dạ tiệc dành cho các phóng viên ở Tòa Bạch Ốc. Cô ấy đã đi từ vai diễn rất đen tối trong cuốn phim qua con người hết sức sinh động, xinh đẹp, sáng chói như một viên kim cương trên thảm đỏ. Trong một cuộc phỏng vấn, Nyong nói cô đã có thời coi sắc đẹp là đồng nghĩa ở nước da sáng, nhưng nay đã tin rằng cô cũng xinh đẹp. Điều đó khiến những người như Ali Ibama hân hoan tự hào. Tự hào rằng hình ảnh về nhan sắc đã biến hóa để bao gồm một người như cô ấy, nước da màu sô-cô-la xinh đẹp của một người gốc Phi Châu. Điều đó khiến tôi tự hào. Nyong vừa ký được một hợp đồng với hãng mỹ phẩm Lancôme ở Paris. Những người ái mộ nóng lòng chờ đợi những gì ở phía trước cho ngôi sao đang lên nhanh này, đồng thời là một người biên kịch, sản xuất và đạo diễn. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio video của chúng tôi trên voatiếngviệt.com có thể được xem dễ dàng bằng trình duyệt Opera, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc các thiết bị di động với ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin quý vị gửi về voabạnlambao@gmail.com. Hoài Hương xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.